Rồi. Rồi thoát dĩa đệm rồi sao nữa? Hai cái chân này nói chung là nó giống như kiểu là lúc nào cũng thấy là hai cái gan này chân này nó nóng, lúc nào cũng nóng gan nữa. Ừ rồi, nóng gan. Bây giờ hiện giờ là sao? Tức là bây giờ cái lưng nó đau lắm mà cái chân thì nó tê. Rồi, bây giờ cái lưng thì đau, còn cái chân thì tê đúng không? Rồi, ngồi xuống đứng dậy thử coi. Ngồi sát gì nó quất cái gì vậy? Rồi, đó ngồi xuống đó. Thanh niên nhiều tệ hại không? Đó như vậy. Nhà đâu vậy? Nhà về Tháp Môn. Nằm sắp xuống rồi. Cô ngã lên chưa? Rồi không sao. Rồi bây giờ ông nằm ngửa ra để hai chân qua đây. Đáng nhớ ngày thứ ngày thứ ba là cũng là cái ngày để mà chữa đó, em ra là mọi người học cái chữa cái thần kinh tọa, em. Đã không? Xương cốt rồi rời hết rồi. Rồi mềm. Đừng có gồng. Cứ gồng, để cái tự nhiên. Đừng có gồng. Cái bà này nghe thấy sợ phải không? Này là bị đau rồi, không cái giật riết rồi. Nó cái giật giật phải không? Đây nè, thấy không? Chân này bên đây đau nhiều hả? Đấy, nãy bên kia không có, đây bị thấy không? Đấy. Khốp gối rồi lỏng le hết rồi nè. Mấy giờ rồi? Em chưa tới vợ, đừng nói chưa tới vợ nha. Làm ông người tôi tót mồ hôi. Rồi ngồi dậy. Thôi nằm ngửa đi, nằm sắp đi, sắp đi, nằm vậy đi, đó vậy đó, đúng rồi. Rồi nằm vậy đi nha, hai tay co lên, ok. Rồi giò đưa lên, rồi. Nghe hả? Nghe rớt phải không? Ui, chồng tiêu xương luôn. Rồi, xích ra đây chút. Rồi, đưa cái này vô đây, đó, vậy đó, vậy nè. Thấy chưa? Rồi, thì xích xếp cái mông vô chút, xếp xếp vô chút đó. Xếp chút nha. Rồi, quay qua. Rửa này ra đi xíu. Ô. Nhìn mê gì đâu phải không?
Đấy, nhìn là nghe ngất rồi rồi. Nghiêng ra rồi, nằm nghiêng ra, nghiêng mười sách ra đi. Cái này chút đúng rồi. Thôi, ngồi dậy. Bây giờ cũng sướng lắm rồi hả? Đây, bình tĩnh. Rồi, dậy đi. Bỏ hai chân xuống. Nha. Yeah. Ok. Ok. Rồi, ngã bên này chút. Đúng rồi. Vậy nha. Rồi, cái cổ nhiều xuống. Đó. Ôi trời ơi. Rồi. Rồi, đi đi, ngồi xuống đứng dậy mà sao rồi. Ra đây nè. Đó, mạnh dạng lên. Rồi ngồi xuống đứng dậy đi. Cho mọi người thấy hết hồn chơi. Đó. Rồi. Xong rồi ha. Sao rồi, thấy ngon chưa? Thấy ngon rồi. Rồi, vậy là học được rồi. Rồi, ok. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.